Ok. Tên Cường Đạo đã hoàn thành nha anh em. Hello anh em, rất vui khi được gặp lại anh em trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ làm cái nhiệm vụ cơ duyên ha. Đó là phản nghịch của mình đã đạt được cái mốc điểm là hơn 250 điểm. Bây giờ mình sẽ mở xem được không nha. Rồi thì anh em cứ nhấp vào là nó sẽ chạy đến cái chỗ này ha. Gặp Phan Ngọc Thủ. Ok, anh em hoàn thành cái này xong giúp mình nha. Nhận được một manh mối. Rồi thì bây giờ anh em nhập giùm mình cái tọa độ nha. Đó chính là 687 và 440. Anh em nhớ là đi bắt đạo tặc thì mình phải đi vào ban đêm nha, ban ngày là sẽ không được đâu nha. Chạy đến đây rồi thì anh em chọn giúp mình cái đáp án như sau nha. Có nghĩa là anh em làm theo cái này, anh em làm theo cái phản nghịch đó, thì anh em phải chọn là học phải luyện tập nha. Thôi kỵ, chắc chắn có người đang nhắm vào tôi, nhớ chọn đúng nha anh em. Rồi anh em dứt. Rồi, bây giờ anh em về giao cho Thôi Kỵ nha. Anh em nhớ là phản nghịch thì mình phải chọn đúng cái của phản nghịch nha. Anh em chọn tầm bậy là nó sẽ nhảy qua bên tuân thủ á, là anh em đang có ví dụ 200 điểm phản nghịch. Anh em chọn qua bên tuân thủ á, thì anh em sẽ bị trừ đi 50 điểm phản nghịch nha, chứ không có được cộng đâu. Ok. Tên Cường Đạo đã hoàn thành nha anh em. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video này của mình nha. Nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.